Chính chủ cần bán nhà xây mới đã hoàn thiện 100% tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhà được xây thiết kế 4 tầng, rất là đẹp và hiện đại. Có hướng chính là hướng Đông Bắc. Đường trước nhà là rộng 2,5m. Cách ngõ ô tô là 100m. Đây là tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Toàn bộ là phía trước ngôi nhà mặt tiền được là ốp lát bằng gạch ốp lát granite. Cửa là sử dụng là cửa hai lớp. Ở bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện. Và ở phía bên trong đó là cửa gỗ New Nam Phi. Đấy, chúng ta thấy ở phía trước ngôi nhà đây. Đấy, cửa rất là rộng và thoáng. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong từng tầng để cho mọi người có thể biết. Hiện tại đây là tôi đang đứng ở trong tầng 1. Thì toàn bộ ở trong tầng 1 là hệ thống trần sẽ được thiết kế là trần thạch cao kết hợp với đèn LED. Gạch ốp lát, gạch lát nền là sử dụng là gạch granite 60-60. Sẽ được chia làm hai khu, ở phía bên trong là khu bếp. Đây khu bếp đây là chúng tôi đã lắp đặt sẵn, đây là khu vực để bếp ga với chậu rửa. Sau này chúng tôi sẽ lắp thêm là tủ gỗ New Nam Phi ở đây. Đấy, sẽ lắp đặt hoàn thiện đầy đủ để cho mọi người chỉ việc chuyển đồ về và ở thôi. Đấy, không phải lắp đặt thêm bất kỳ một cái gì nữa cả. Tầng 1 là sẽ được thiết kế thêm một khu vệ sinh phụ. Đấy, sẽ có bồn cầu và máy bơm nước tổng toàn bộ ngôi nhà, cũng được ốp lát bằng gạch granite 60-60. Cửa sẽ sử dụng là cửa nhôm hệ cao cấp. Đây là phía bên ngoài đây, gian ngoài là gian phòng khách. Và đường trước nhà đấy, phòng khách rất là rộng. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu cho mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Như chúng ta thấy đây là toàn bộ tay vịn cầu thang là được sử dụng là bằng gỗ New Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là được ốp lát bằng đá granite cao cấp. Ở trên tầng 2 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Cho nên là cái diện tích sử dụng nó rất là rộng. Đây chúng ta có thể thấy đây. Đây là phòng ngủ đây, rất là rộng. Cũng được sử dụng là trần thạch cao với lại đèn LED. Cửa gỗ thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ New Nam Phi. Gạch lát nền là sử dụng là gạch vân gỗ. Cho nên là khi cảm giác chúng ta vào trong ngôi nhà thì là sẽ rất là ấm cúng và rất là sạch sẽ. Sẽ có một cái cửa sổ chính để hướng ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Toàn bộ hệ thống lỗ để lắp đặt điều hòa, đường dây mạng, đường dây cáp là đều được chúng tôi chờ sẵn để mọi người có thể lắp đặt rất là dễ dàng. Đây là khu vệ sinh của tầng 2. Đấy. Phòng vệ sinh rất là rộng. Sử dụng là gạch ốp lát là 30-60, hàng loại 1 cao cấp. Hệ thống bồn cầu và lavabo là chúng tôi sẽ lắp đặt cho mọi người là bồn cầu inox. Thiết bị vệ sinh là hàng Hàn Quốc nhập khẩu. Và cửa ngăn phòng vệ sinh sẽ sử dụng là cửa nhôm hệ cao cấp. Ở phía bên trên tầng 3 thì sẽ có thiết kế tương tự như ở tầng 2. Là chúng ta là sẽ có một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh. Thế cho nên là cái diện tích sử dụng của nó rất là rộng. Đây. Đây là phía trên tầng 3, bên ngoài là phòng ngủ và đây là phòng vệ sinh. Tiếp theo đây là tôi mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4. Thiết kế của tầng 4 thì là sẽ có là một phòng thờ, một khu giặt đồ và sân phơi. Đây là phòng thờ được lát bằng gạch vân gỗ, rất là ấm cúng và rất là đẹp. Và phía bên ngoài đây, đó là khu giặt đồ và sân phơi. Đây, toàn bộ là khu sân phơi đây. Trần đều là đổ sàn bê tông hết. Đã được quây chuồng cọp, rất là kín, rất là an toàn. Đây là khu vực để máy giặt. Và đây là khu vực vòi rửa. Xung quanh chúng ta có thể thấy đây là toàn bộ là khu vực đông dân cư, nhà cao tầng. Trong vòng bán kính 500m là có đầy đủ hết toàn bộ các tiện nghi. Và chúng ta có thể thấy ở phía bên ngoài kia đấy là đại lộ Thăng Long, rất là gần. Tôi vừa giới thiệu cho mọi người là căn nhà tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
có diện tích là 30 m², hướng chính là hướng đông bắc, được xây dựng thiết kế 4 tầng gồm 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 sân phơi. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 050 triệu, có hỗ trợ sang tên sổ đỏ, hỗ trợ toàn bộ vay vốn ngân hàng. Mọi thông tin chi tiết hoặc cần xem nhà, mọi người có thể liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc số điện thoại Vina 0888041444. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh YouTube để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng tôi.